Bộ rõ chân slap bê rùm phết chứa mùi nè rì khmai nâu cầm bông chăm miên tốc COVID-19 tê. Rõ xuông sọc khá phí bà là xôm cổ rốt chùm riêp chôn xa thê ra nạ chôn tàng ọ hỏi bán chì riêp thà. Cả rần nay bộ rõ chôn chết chân mà nẹ để slap nâu sọc con miê khát cầm bông chăm nụ. Mình mên chì cả rần nay chùm ngư COVID-19 lời. Cứ đòi xa chùm ngư kèng vẹt đồn, bê cầm bông rùm phết chứa mùi sạch trái khmai mà nẹ để bán cát lăng nâu sọc con miê khát cầm bông chăm. Nữ ngay tì mà phê mùi khai xây hà chân nằm phí bọn mà phê nì. Tam rộp bài ca rộp bò mần tì sọc khám phí bà khách cầm bông chăm ban bình chạy thả. Nữ ngay tì mà phê mùi xây hà nì. Miền bố rõ chân chết chân ở dụ xa sắp ra mùi chân nằm. Một lên tia song xa quát đai chia sạch trái khmai ở dụ xa sắp ra mùi chân nằm. Nấu phùm ô xoay cát khôm rê bài sọc con mê khách cầm bông chăm. Lúc đó mong bây chất lử quát có bán kèng vẹt đông xa bê cầm bông rùm phết. Tam ca bí nứt vừa có sao bị chạy, nâng sạch trái chia song xa có ban bình chạy prap trong cụ bề thả. Bộ rõ chôn chết chân rung nít bán slap bê cầm bông rùm phết. Chôn chết chân để ban slap khẳng lơ nít, chỉ mấy ca xong nông nơi rít thiên nít nông bể, ban prap tế bọt sở lãnh kia chìa mùi sạch trái khẳng lơ pra hai chìa mùi chân nam hời. Hai bộ rõ chôn chết chân rung nít tay tay mục lên sạch khang sạch trái, nâng chuộp sạch trái nít mà đong đong, môn bê đài miên hai ca slap khẳng lơ nít. Trong ca nghe một tí sọc khá bị bao khách cầm bông chạm, bạn dô quật thổ xâm nạ bị xa sọc hàng lờ, nấu bật ngay đọt đai bằng chung tàu bị nứt nấu vị trí sản Pasteur Campuchia. Hãy lạc tập hồ bàn bằng chạy thả, sọc miên tốc nấu vị rút COVID-19 nụ tệ. Đôi chân này, cả rần này sẽ lạp phim phim bê rùm phết nỉ cư mặt đàl mô bì ca lãng chìm khẳng thơ ôi kèng bẻ đông tay mặt đỏng. Bà chập bón krom ca nghe môn tì sọc khá bị bao khát cầm bông chàm nâng sở mặt tạc cạch. Bàn giả hạ ca chùm mùi cổ xuông hạp tây đặc dục xạ sọp tâu đồng con nâu vọt tạc thả. Đôi rọt dân sống cụ bằng toàn ở rộp bò môn tì phết khát cầm bông chàm.